cơm trộn Hàn Quốc thì cái phần nước sốt này khá là quan trọng đấy. Công thức tỷ lệ tôi ghi sẵn trên màn hình cho mấy bà tham khảo. Mình chỉ cần đảo đều hết cái phần sốt này lên nữa là xong. Bây giờ thì mấy bà cho hết phần cơm và phần topping mình vừa chuẩn bị vào một cái tô lớn nhá. Ai mà màu mè như tôi thì đề co một tí nhìn cho nó vui mắt. Chứ khúc này mà đói quá là cũng chỉ cần cho sốt là ăn ngay được rồi.